Chào các bạn. Thì ở video trước mình đã có hướng dẫn các bạn là cách tạo cái tài khoản Alipay và xác minh bằng cái hộ chiếu passport. Thì đây thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách tạo một số cái ngân hàng Trung Quốc, ngân hàng nội địa của Trung Quốc ấy ở tại Việt Nam mà các bạn không cần phải đi đâu cả, không cần phải sang đến Trung Quốc. Thì ở đây thì có hai cái ngân hàng là ICBC dành cho những cái bạn mà đang sinh sống ở khu vực miền Bắc, là nó có địa chỉ ở Hà Nội. Còn ngân hàng là Sinopac này thì có địa chỉ là ở thành phố Hồ Chí Minh, dành cho những cái bạn nào ở sống trong miền Nam. Thì cái ngân hàng này ấy, nó là một cái ngân hàng nội địa nhưng mà được đặt tại nội địa Trung Quốc, nhưng được đặt tại trụ sở tại Hà Nội ở Việt Nam, và các bạn có thể đến ngân hàng cầm chứng minh nhân dân Việt Nam, đến và tạo cái thẻ ngân hàng giống như một cái thẻ ngân hàng thông thường của mình ấy. Thế nhưng có một điều khác biệt, nó là ngân hàng nội địa Trung Quốc, và khi các bạn tạo cái ngân hàng này, các bạn có thể lấy cái thẻ ngân hàng này và sử dụng tất cả mọi cái dịch vụ ở tại Trung Quốc luôn đấy. Thì ở đây nó có một số cái lưu ý. À đây, mình chỉ mở cái thông tin liên hệ lên cho các bạn. Địa chỉ của nó là ở tầng 1 và tầng 3, trung tâm thương mại Dia số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội đấy. Rồi. Thì ở đây nó có một số cái lưu ý khi mà mở tài khoản ngân hàng Trung Quốc ấy. Thì mở tài khoản ngân hàng Trung Quốc tại Việt Nam, khách hàng cần cân nhắc kỹ, vì đây là ngân hàng hoạt động nhằm hỗ trợ người Việt khi có nhu cầu liên quan đến ngoại tệ, tiền tệ Trung Quốc, giúp những người người ra nước ngoài có nhu cầu sử dụng tiền Trung Quốc hoặc xuất khẩu lao động làm thẻ gửi tiền Trung Quốc về, hoặc người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Đấy. Các tiện ích của ngân hàng Trung Quốc tại Việt Nam đều tương tự như ngân hàng Việt Nam, sẽ có bất cập ở chỗ thẻ ATM của ngân hàng này không thể thực hiện giao dịch bất kỳ ATM nào vì mạng lưới liên kết yếu, có nghĩa là nó chỉ có thể sử dụng được rất ít cái cây ATM ở tại Việt Nam để các bạn rút tiền thôi. Và nạp tiền thì cũng thế. Thế nhưng mà mình sẽ có một cái video sau để hướng dẫn các bạn nạp tiền thông qua mà cái ngân hàng của Việt Nam mình nạp vào, mà các bạn không cần phải đến ngân hàng đâu. Đấy. Thì bên cạnh đó, bạn cũng có thể làm thẻ ngân hàng Trung Quốc khi giao dịch mua hàng Taobao, thay vì những thẻ ngân hàng bạn đang dùng không thể liên kết với ví điện tử, hoặc bạn không thích liên kết những thẻ Việt Nam. Thì tức là cái thẻ ngân hàng của Việt Nam mình ấy, thì các bạn không thể liên kết được với Alipay, không thể liên kết được với WeChat. Đấy, thì cái thẻ này nó có thể liên kết được những cái ví điện tử đấy. Nó như một cái thẻ nội địa luôn đấy. Rồi, thì cái địa chỉ cái ngân hàng ở trong Hồ Chí Minh là tầng 9, tòa nhà Friendship số 31. Đây, đấy. Thì mình sẽ để những cái liên hệ, cái địa chỉ này và cái link ngân hàng này ở dưới phần mô tả của video. Thì các bạn xem ở cái dưới phần mô tả của video nhé. Khi các bạn cầm chứng minh nhân dân, các bạn ra ngân hàng tạo cái tài khoản ấy, thì sau khi nhận được cái thẻ tạo tài khoản thành công, thì các bạn cứ mang cái thẻ đấy về và thêm vào cái ví của mình thôi, thêm vào cái ví Alipay, và thêm vào bạn muốn xác minh WeChat thì thêm vào WeChat thôi, giống như mình xác thực Zalo Pay đấy, cũng như vậy thôi, rất là đơn giản. Thì sau đây mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì các bạn hãy tặng cho mình một like và một sub để ủng hộ kênh của mình có thêm nhiều động lực và làm nhiều video hay.
Chào các bạn.